lấy mặn, chiều tới đây đi nhậu. Đi xe này này. Ở vậy hả? Ừ. Okay. Phải anh Minh. Nha. Có điều á. Còn sao nha. Được, không sao, được ăn một chút còn sao. Khỏe, có. Khỏe, luôn quá không gặp. Ờ, thì từ đợt nhà anh Thảo tới giờ. Đúng. Rồi, rồi, rồi. Hình như bữa đó, bữa đám tang anh Tuấn ha. Đúng. Bữa đám tang anh Tuấn xong về tới giờ. Hôm nay lần đầu tiên Lucky đi được chở đi. Được rồi không? Được rồi. Anh mày nhiều việc rồi ba. Dạ, dạ. Ừ. Lâu lắm ba. Rồi, lâu lâu nhà, của nhà, rồi. Nhà lá vườn. Ok rồi, cái nhà lá vườn. Dạ. Rồi anh đi. Anh về không nhậu. Bây giờ lên nhà ông Huệ đi đâu? Lễ Huệ. Rồi. Anh biết đường đi không? Đúng, dễ, tôi dễ, tôi biết. À. Tôi hôm đó tôi xuống nhà anh Huệ đó, đến mời đi nhậu. Mà lúc lần đầu tiên mình ra đây, anh đi lên lên 6 này 5 năm anh. Đúng rồi, ra quả trái đi. Cậu Tài kêu giờ chót tới 3 giờ mới gọi. Cam này ngọt lắm á. Còn ở Việt Nam mình không quên. Ảnh dinh dưỡng là không quên. Uống rượu. Chị Hạnh khỏe chị Hạnh. Dạ. Rồi lâu quá sáng mới gặp chị. Dạ, ai cũng sợ hết chứ. Dạ. Ghê quá. Nhưng mà nó sợ bia rượu lắm. Dạ. Này có bài gì đó. Mà gì phải hỏi đây. Mấy cái đũa trong phòng anh. Chị Phương hả? Đi nước đá rồi. À, còn Thái đâu mà Thái đi Phương. Lấy rượu rồi. Về nhà lấy rượu. Kéo tổ ổng rồi, pha đũa, còn đũa nghe tôi đem ra đẩy cho em ra chai chén rồi coi coi trước cái này. Lâu ghê mới gặp lại chị Hạnh nha. Đúng rồi, làm sao mà gặp nhau. Từ ngữ và cộng nó gọi là tự biên tự diễn nè, tự rót. Không, mình chơi cái tình này. Đũa. Đi đủ chưa? Đủ rồi. Không nè. Nè, đủ rồi ông ơi. Đây có này, đây có ly nè. Ông Huệ, Thái này. Đủ rồi ông Huệ ơi. Đủ rồi. Đó. Việc cộng hồi đó trong trường Sơn á, lá cây á, đồ ăn không? Đâu có đồ ăn. À ha. Đó, cộng thôi là máy bay thả cho bị kích Mỹ á, nó lụm được rồi nó ăn. Rồi Mỹ nó cũng ăn, thấy nó ăn quen vụ đó, Mỹ mới thả một cái điểm khác. Mà toàn thúc đồng trong á. Rồi sau đó nó ra khỏi rừng. Nó về thành, nó ăn cây. Cây toàn cây 4 số 9 không? Ra nó ăn cây 4 số 9 không á. Rồi cái khá thì chút nữa đang bê tông. Cái cục sắt. Thành ra cục đạn nó toàn là cục tre không ăn. Còn cục sắt nó ăn mẹ nó này. Thành ra cái bào tử đó là bảo đảm tuyệt vời. Còn dân mà lép bao tử như mình á là chỉ là dân quốc gia mới. Bởi vậy á, coi nhiều quá đó. Trên cái thị trường nội tạng của Việt Cộng á, mà nó bán cái nội tạng á. Đồ Việt Cộng là bán mắc nhất. Cái bao tử của Việt Cộng á, mà nào bị đâu bao tử giống như em á, hai bao tử á. Bao tử của Mỹ, của Nga, của Anh, của Pháp đồ kè rẻ. Bao tử của Việt Cộng là mắc nhất thế giới. Tại vì không có cái gì nó bị hết. Con hoàng thái thái hoàng thái thái. Ok lắm. Từ nãy giờ anh nghĩ đi lắm đeo cái nó nên thấy hay á. Cái này là chuyện nhỏ, còn nhiều cái còn độc đáo nữa. Nó lắm. Còn hay hơn nữa. Nó hiền. Nó là hiền thôi. Nhắc tới anh Tuấn thì mình biết bao nhiêu kỷ niệm mà nói. Nếu mà nhiều kỷ niệm, có trọng cũng vui. Coi nhau.
ngồi nhậu một lát cái đã cái đường về khổ địa không xa lắm. Rất là thích tôi. Tại vì Trọng Vũ biết tôi là bạn của Trần Công Hạnh. Cho nên khi Trọng Vũ đó anh không tính ra. Khóa 20. À khóa 20, anh khóa 20. Mới đây này. Anh với em. Gái lớn của anh. Trời ơi bà uống đi bà. Chờ bà chết. Bà uống thì chết cho bà bà ngủ. Ba đứa con gái. Ba đứa con gái. Mỗi lần mà nhậu á. Ở đây chú ơi chú. Ba đứa gái ông mà nhậu xuống nhà ông ngủ hai ba ngày bữa sáng làm sao á, đi ăn sáng xong tử về trà, tưởng sao về trà nhậu nữa. Đáng còn hai cái bữa luôn, nó mất hồn luôn. Thôi về đi. Còn gái Thảo có con mà nấu thuốc quá trời. Có ngọt đó, không ngọt đó. Ngọt á. Không, con nào con Út con Hạnh á. Không, con ngọt, con gì con Diễm không ngọt đó. Diễm chứ ngọt. Không, nhỏ lớn không hút. Nhỏ là bác Kinh Thế á. Nhỏ là bác Kinh Thế á. Con đó là lớn lớn á, con ngọt á. Đi mình ngồi, nhậu với anh mình thấy là. Anh bạn học hay là bạn chơi với anh Trần Công Hạnh? Bạn học hay chưa anh Trần? À, Trần Công Hạnh với tôi ha, bạn học. Ủa, anh với anh Trần Công Hạnh là bạn học hả? Không lắm mấy. Anh nói học trường nào? Không lắm mấy. Có tiểu học hồi lúc mấy vui kìa. Lớp mấy trường nào? Tôi đâu có nghe hỏi. Đâu có học đâu mà. Đâu có học đâu mà. Hỏi trường nào hả? Hả? Vậy là lớp mới là bị ép cột của Trần Công Hạnh dẫn ra băng rồi đó. Nói là Trần Công Hạnh nó đủ rồi đó, tao đâu có đi học đâu rồi đó. Trời ơi, Trần Công Hạnh giỏi lắm đâu, tôi bị nữa. Là Dũng Thái đó kìa đó. Trần Công Hạnh này, trong tôi không biết. Nhưng mà trong tôi đồn tại biết à. Trung tướng mình nó rất thương Trần Công Hạnh. Trần Công Hạnh mà đi hành quân đâu đó, anh nói là đem cho Hạnh cầm rượu. Mà đây bây giờ tôi hết nhận nghe này, Trần Công Hạnh được cái là anh Văn rất là giỏi. Ông nói ông với đấy rồi Trần Công Hạnh nổi tiếng, nhưng trung tướng rất thương ông á, là đi hành quân đâu là mẹ đưa Trần Hạnh nó đầu rượu đó, nhưng mà giỡn đâu. Bây giờ anh này nói kiểu đủ 10 nữa tôi kẹt lắm đó. Thì mình nói chơi vậy chứ anh Hạnh là anh giỏi tiếng Thái, tiếng Lào cũng bị siêu Hạnh. Không, anh Hạnh là giỏi anh Minh. Dạ, còn mấy cho anh. Anh biết hả? Vô hết chứ. Mà nghe, mấy đó bây giờ có vợ trẻ có 20 mấy tuổi à. Đâu có đâu. Cái đó, cái đó hồi đó Trần Công Hạnh á, là hồi đó là lấy em của Trần Thiện Thanh. Này, à, đúng rồi, lấy em của Trần Thiện Thanh. Nhưng mà hồi ông đi ở tù rồi, bà đó bà đi trời rồi. Nên nhiều cái đó có những niềm riêng này làm sao nói được. Ủa lấy con nhỏ rồi anh? Thì nãy tôi nói Thái là vậy đó, thấy không? Đúng rồi, không nên nói nữa. Đúng rồi, hay tôi có cái con. Ok, anh đợi mày. Hạnh, Hạnh về đi là dỗ tôi không à? Hạnh biết không? Tôi với anh Hạnh mít lòng. Không hả? Không phải tôi á. Đây, tôi nói đi, nói trung thực. Tính Hạnh có được cái đức tính là không mít lòng ai hết. Tôi với anh Hạnh mít lòng. Không. Tôi kể chuyện nhanh lý do tại sao. Không, không. Có. Tôi nói câu này nó phải Trần Công Hạnh có cái đức tính không bao giờ giận hờn này hết. Vũ cung của đậu với Phan Phan Việt Nam đúng không? Trần Công Hạnh là rất ghét Đào Kim Trọng, tôi biết, nhưng mà không bao giờ Trọng rồi đó, có cái gì buồn đấy. Hai cái ông Hạnh có cái đức tính cũng hay thấy. Cho okay. Anh Minh, anh nói hết rồi tôi kể. Không phải biên bản đâu mà tôi đang nói thật đó. Anh Minh, tôi kể lý do là tại sao tôi với anh Trần Công Hạnh mới lập. Tôi kể anh nghe. Đại hội ví dụ năm 2010-2009 gì đó ở Catana đó. Ở Thái Paracel với... À, không. Hôm đó đó là ngay chỗ... Không, cái bữa tiền đại hội... Ngay chỗ... Đó, ngay tiền đại hội chỗ... chỗ khách sạn Ramada đó.
thì tôi mới hỏi anh Hạnh cái vụ ông Phan Nhật Nam sao mà không, thì anh Hạnh anh kể lúc đó anh đại đội trưởng anh khóa 20 mà trong khi Phan Nhật Nam khóa là anh 18 và lúc đó Phan Nhật Nam lại còn là trung đội trưởng mà anh Hạnh đã là đại đội trưởng coi coi chém đó. Rồi tôi mới hỏi cái vụ ông Cung Củ Đậu lúc mà trong tù có làm ăn tên không, thì anh Hạnh anh nói cũng có nhưng mà không đến mức độ như người ta nói. Anh đầu á. Cái vụ ông làm tên này khai khái. Khi mà tôi hỏi như vậy đó thì tôi có thu băng. Tôi kể nghe cái tôi bỏ lên YouTube. Rồi mấy ông bạn cùng khóa của anh Hạnh á nói mà tại sao mình nói gì để cho nó bỏ lên. Anh về mới nói cho ta, anh mới kêu gọi đi gọi anh biểu tôi gỡ, tôi không chịu gỡ. Đó lý do tại sao tôi với anh hết lòng là chuyện gì đó. Nhảy dù có ba tay thành công. Thành công Liễu, thành công Hạnh và thành công Lâm. Có thành công Thủ không? Ví dụ là ba thành công Liễu là thiên nhiên cho ba đó. Thành công Hạnh là thành công Lâm, ba thành công. Còn ta mở chữ lót luôn á. Dạ, hỏi với chữ lót giống nhau đó. Còn chay nữa nha, còn chay nữa nha. Quá không biết mở. Được hai ba chay nữa được rồi. Dạ, mười mấy năm. Nói chuyện cho vui vậy. Vì tôi có sợ tôi cái con tôi có sợ là từ hai cha trở lên là nó sợ nó chạy mất. Thank you for watching.